chung một phòng mà. Thôi mình quay về vị Hoàng nhá. Vị Hoàng thì nó sẽ nó là cái khách sạn cũ mình, nó sát hồ đẹp hơn, mà nó cũng chỉ ở mình ở đêm nay thôi mà. Trước đây 2,4 triệu một phòng là loại thấp nhất đấy. Đắt nhỉ? Vị Hoàng bây giờ nó cũng nâng cấp rồi, cũng được. Vị Hoàng thì nó có từ cái thời có Nam Định đến giờ rồi. Mỗi cái tưởng nó khoảng 1 triệu trở xuống. Vì mình cũng con thì hình dung nó là tầm 2 triệu, 1,8 đến 2 triệu. Mắt nhỉ? Có, đi qua luôn được. Đó. Có không? Ê, đang mới đầu phải chơi. Nhắn tin vào cái group của Nam Định cái thứ để xem thử Sơn ở đâu. Điện thoại Oppo này của Trung Quốc hay sao nhỉ? Trung Quốc. Nó có đắt lắm không biết. Nhưng có tốt không? Không ạ. Nó chỉ tốt ở ban đầu xong nó xuống cấp nhanh thôi mà. Thế à? Nhìn chắc là nó không cấp không. Con muốn cái gì?
nhà mình ở đằng kia Vinh kìa. Em vừa sang đi qua. Trong này nó có khoảng 20 cái phố giống như 36 phố phường của Hà Nội ấy. Nhưng nó có khoảng 20 phố tên rất giống. Thậm chí có một số phố thì tên này còn khác hơn. Mỗi phố là bán một thứ. Ngày xưa nó cũng bán mỗi thứ. Ví dụ phố nhà mình ngày xưa là phố Hàng Thiếc. Bây giờ nó gọi là Hai Bà Trưng. Nhưng trước là toàn gõ đập thôi. Suốt ngày nhức hết cả đầu. Nó gọi là phố Hàng Thiếc. Bây giờ thì lại chuyển sang toàn hàng thêu. Thiếc thì còn một ít người vẫn còn hành nghề. Ngày xưa là một cái nồi nó bị thủng ấy, là cũng phải dùng lại cả. Cho nên là phố làm hết, làm từ cái nồi, cái song, tất cả thứ, chậu trước, rồi cái để tưới cây, rồi các thứ. Họ làm nhiều cái bằng tay hay lắm. Họ làm bằng thủ công nhưng mà hay lắm. Nhưng mà cứ từ sáng sớm nó đập rồi. Nhà mình ở trên tầng 2 mà liên tục bịch. Đây là Quang Trung. Phố Quang Trung này. Ở phố Quang Trung này đúng không? Hồi Bông có về nữa hả? Bạn bị tai nạn về cái gì con? Bạn ấy đợt đấy bạn mình bạn đi vào một cái khu công nghiệp của cảng như thế nào ấy. Xong rồi là cái đường nội khu ấy bố. Khi bạn đi từ ô tô rồi đi đến nơi rồi nhá. Xong để mà vào được đường nội khu thì có một ông đi xe máy bên trong ông đã la ông đó. Đi vào trong khu đấy thì bạn nó không đội mũ bảo hiểm. Thế lúc đang vào thì có một cái xe công, một xe tải, xe to gì đó mà phi từ trong đi ra. Thế nên nó đâm. Thì bạn ngồi sau bị bay ra ngoài, đập đầu xuống đất. Sau đấy thì đưa vào cấp cứu, bạn có tỉnh và lúc còn gọi điện cho người nhà ấy, thì bạn bảo là con không sao ấy. Nhưng mà sau đấy thì bạn nó có khoảng tỉnh đâu. Alo, vâng, em đây.